Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Không, qua làn nước mắt, tôi vẫn giữ nụ cười. Và tôi ca hát giữa những đau khổ. Mất hết hy vọng, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng. Tôi muốn sống xa Ngài, những tư tưởng nhẫn chìm con. Trên sườn núi hiểm trở, giữa lúc Ngài vác thánh giá, con sẽ mang cục đá của con và trèo dốc với gánh nặng. Con vẫn hát bài ca vui. Vâng, qua làn nước mắt, con vẫn giữ nụ cười. Và con ca hát giữa những khổ đau. Mất hết hy vọng, tuy nhiên tôi vẫn hy vọng. Tôi muốn sống vĩnh biệt những tư duy đè nặng tôi, bởi vì tình yêu mãnh liệt hơn tử thần. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giêsu Nazareth đấng bị đóng đinh chứ gì? Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Người đã sống lại. Alleluia. Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Hãy mở ra. Con hãy mở chính mình ra. Con hãy mở chính mình để đón nhận ơn bình an. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con thành khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù. Đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đem an hòa vào nơi tranh chấp. Đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi ngang, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.